Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh Tin Mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những phút giây tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 1 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, tin tức từ tờ Tân Đường Nhân hôm 31 tháng 7 cho biết Trung Quốc phải chịu thời tiết khắc nghiệt và thiên tai thường xuyên. Sau khi nhiệt độ cao kỷ lục ở nhiều nơi, đợt nắng nóng đã quay trở lại kể từ ngày 30 tháng 7. Tại Giang Tô, lốc xoáy xảy ra ở nhiều nơi, một số mái nhà bị tốc, xe điện bị hất tung lên cây và một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter xảy ra tại Tân Cương. Vào trưa ngày 30 tháng 7, thiên tai lốc xoáy liên tiếp xảy ra ở huyện Thư Dương, thành phố Tô Khiêm, tỉnh Giang Tô và huyện Quan Vân, thành phố Liên Vân Cảng. Đoạn video cho thấy lốc xoáy đi đến đâu, mái tòa nhà bị lật tung, mảnh vỡ bay tứ tung, nhiều ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, mảnh vụn vỡ vương vãi trên mặt đất. Cư dân địa phương cho biết, xe điện ở trên cây, nhìn này, vào lúc 11 giờ 40 phút ngày 30 tháng 7, một cơn lốc xoáy đã ập đến thị trấn Tiểu Yết, huyện Quan Vân, Liên Vân Cảng và những nơi khác. Cơn lốc xoáy đã thổi bay hàng chục chiếc xe điện đậu trên cây cầu, cách đó hàng trăm mét, một trong số đó bị treo trên cây. Theo các cơ quan chức năng, trận lốc xoáy đã làm hư hại 569 ngôi nhà của người dân và làm 21 người bị thương. Trong đó có một người tử vong do vết thương nặng, người còn lại đang được cấp cứu. Con số thương vong thực sự vẫn chưa được xác minh. Cùng ngày, một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Trường Cát, tỉnh Trường Cát, Tân Cương và Urimi, cảm nhận rõ trận động đất. Theo phép đo của trạm địa chấn Trung Quốc, độ sâu tiêu cự của trận động đất ở Tân Cương là 23 km, tâm chấn nằm ở 44,46 độ vĩ Bắc và 87,15 độ kinh Đông, cách thành phố Trường Cát 50 km. Một số cư dân mạng đại lục cho biết, Urimi cảm thấy trận động đất rất mạnh, không có bất kỳ cảnh báo nào. Hutubi cảm thấy rất mạnh và một số người đã sợ hãi, tiếp nối đợt nắng nóng cao kỷ lục vừa qua. Đợt nắng nóng mới đã quay trở lại kể từ ngày 30 tháng 7, ảnh hưởng đến hơn 17 tỉnh, thành phố, trong đó có Chiết Giang, Phúc Kiến, không chỉ ảnh hưởng trên diện rộng mà còn kéo dài. Hầu hết các khu vực phía Nam nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài đến hết tháng 7 và tháng 8. Các khu vực địa phương như miền Nam, Chiết Giang và Phúc Kiến sẽ mở ra thời tiết có nhiệt độ cao kỷ lục. Theo phóng viên Tân Hoa Xã đưa tin, tính đến thời điểm hiện tại, trận động đất mạnh 6,6 độ đã xảy ra ở khu vực giáp danh giữa huyện Tân Nguyên và huyện Hợp Kinh ở Tân Cương đã khiến các huyện Tân Nguyên, Neleke, Saoju, Temor và hơn 64.500 người bị ảnh hưởng. Ở quận Kexi, quận Nghi Ninh, quận Cống Lưu và những nơi khác có 35 người bị thương, hơn 30.000 ngôi nhà bị hư hại, hơn 2.000 chuồng gia súc bị sập và hơn 2.000 gia súc bị chết. Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc đã đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp độ 3 và tất cả các lực lượng đã có mặt đầy đủ để cứu trợ động đất. Ngày 27 tháng 6, các nhân viên đã biết về tình hình thiên tai ở làng Harosu, thị trấn Narati, huyện Tân Nguyên. Vào khoảng 5 giờ 7 phút ngày 27, một trận động đất mạnh khác đã xảy ra giữa huyện Tân Nguyên và huyện Hợp Kinh ở Tân Cương với cường độ 6,6 độ Richter và tâm chấn ở tọa độ 84,8 độ vĩ Bắc và 43,4 độ kinh Đông. 10 phút sau trận động đất, Trương Xuân Huyền, bí thư đảng ủy khu tự trị và Nubekri, chủ tịch khu tự trị ngay lập tức chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Bộ Nội vụ đã khẩn cấp gửi 3.000 chiếc lều và 5.000 chiếc chăn và những chiếc lều, mền, gạo, dầu, trong và các nguyên liệu thực phẩm cần thiết khác đã được phân phát cho những người bị ảnh hưởng. Do bị ảnh hưởng bởi trận động đất, 32 chuyến tàu chở khách và hàng hóa đường sắt trên tuyến Lan Tây, tuyến Cảnh Nghĩa Hỏa, tuyến Quỷ Bắc và tuyến Nam Giang đã bị đình chỉ do trận động đất. Tất cả đã hoạt động trở lại vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 28. Kính thưa quý vị, lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vẫn chưa được dọn sạch, thì tại thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc lại phải hứng chịu trận mưa lớn nhất lịch sử. Ít nhất có khoảng 24 người thiệt mạng, 4 người mất liên lạc. Gần 6.000 người phải di rời và có khoảng 5 thành phố ở tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra cảnh báo đỏ về lượng mưa lớn. Theo các nguồn tin chính thức và báo cáo phương tiện truyền thông Trung Quốc, thị trấn Lưu Lâm thuộc huyện Xui, thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc đã có lượng mưa tích lũy đo được là 503mm trong 12 giờ. Từ 9 giờ tối ngày 27 tháng 7 đến 9 giờ sáng ngày 28 tháng 7, từ 4 giờ sáng đến 7 giờ sáng thứ Năm, lượng mưa đạt 373,7mm. 2 giờ liên tục, lúc 5 giờ và 6 giờ sáng ngày 31 tháng 7, lượng mưa vượt 100mm. Đây là những giá trị cực đoan lịch sử kể từ khi ghi nhận khí tượng.
Theo các báo cáo, thị trấn Lưu Lâm được bao quanh bởi các ngọn núi ở ba mặt và địa hình thấp. Hiện tại, độ sâu tích nước trung bình đã đạt tới 3 mét và nơi tích nước sâu nhất đã đạt tới 5 mét. Các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đưa tin, vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng thứ Ba, lượng mưa ở thị trấn Lưu Lâm bắt đầu tăng lên. Khoảng 10 phút sau, xe cảnh sát được điều động ra đường, bấm còi inh ỏi và tổ chức cho người dân thị trấn Lưu Lâm và dân làng lân cận di chuyển nhanh chóng sơ tán khẩn cấp. Theo điều tra sơ bộ, ngoài 24 người chết và 4 người mất tích ở thị trấn Lưu Lâm do mưa lớn, hơn 8.000 người bị ảnh hưởng, hơn 2.700 ngôi nhà và cửa hàng bị ngập lụt hoặc hư hỏng, trong đó 221 ngôi nhà bị sập, đường xá bị cuốn trôi, bị lũ cuốn trôi 11,3 km, 63 cây cầu và 725 cột điện thông tin liên lạc bị phá hủy. Hiện tại, điện và thông tin liên lạc ở thị trấn Lưu Lâm đều bị gián đoạn và tình hình thiên tai vẫn đang được thống kê thêm. Theo tin tức từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, 5 thành phố ở tỉnh Hồ Bắc bao gồm Tùy Châu đã ban hành cảnh báo đỏ về lượng mưa lớn. Tương Dương, Xiongan và những nơi khác cũng hứng chịu lượng mưa lớn trong ngày duy nhất vào thứ Ba. Tờ China Daily chính thức đưa tin hôm thứ Tư rằng lượng mưa lớn đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở tỉnh Hồ Bắc, làm ngập lụt hoặc làm hư hại 3.600 ngôi nhà và 8.110 hecta hoa màu, với ước tính thiệt hại ban đầu vượt quá 100 triệu nhân dân tệ, khoảng 16,67 triệu đô la Mỹ. Thông tấn xã Trung Quốc đưa tin mực nước của ít nhất 774 hồ chứa ở tỉnh Hồ Bắc đã vượt quá mức kiểm soát lũ. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 27 tháng 7 đã ban bố cảnh báo màu vàng về nhiệt độ cao, khi dự báo rằng các đợt nắng nóng gay gắt sẽ thiêu đốt nhiều khu vực trên cả nước. Theo cơ quan trên, nhiệt độ ban ngày trong ngày 28 tháng 7 tại miền Bắc Trung Quốc, khu vực Trung Lưu sông Hoàng Hà và sông Hoài, khu tự trị Tân Cương và lưu vực Tứ Xuyên dự kiến sẽ đạt mức 35-36 độ C. Trong khi đó, nền nhiệt trung bình tại một số khu vực ở Hà Bắc, Bắc Kinh và Thiên Tân thậm chí có thể vượt ngưỡng 40 độ C. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời khi nhiệt độ tăng cao, đồng thời yêu cầu những người buộc phải làm việc ngoài trời cần áp dụng các biện pháp bảo hộ cần thiết để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết nhiệt độ cao theo 3 cấp độ được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho mức cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp đó lần lượt là màu cam và màu vàng. Tương tự, hệ thống cảnh báo thảm họa địa chất của nước này cũng được mã hóa với các cấp độ giảm dần là màu đỏ, màu cam và màu vàng. Trong ngày 27 tháng 7, nhà chức trách Trung Quốc cũng đã đưa ra cảnh báo màu vàng về nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất do mưa lớn ở Hồ Nam, Quảng Đông và Quảng Tây. Cảnh báo trên áp dụng trong khoảng thời gian từ 8 giờ tối ngày 27 tháng 7 đến 8 giờ tối ngày 28 tháng 7. Người dân đã được khuyến cáo nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là ở những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm. Quý vị thân mến, thế giới bên ngoài đã quan sát thấy rằng vào ngày 27 tháng 5, tàu Sơn Đông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vượt qua eo biển Đài Loan và đi về phía Bắc để về quê mẹ, nhưng lại quay trở lại Biển Đông nóng vội trong vòng một tháng, gây nhiều đồn đoán. Tàu Sơn Đông vội vàng quay đầu sau khi về phía Bắc. Shen Yu, nhà báo của chuyên mục The Epoch Times, đã viết một bài phân tích rằng có thể có 3 khả năng tàu Sơn Đông có thể trở về quê hương lần này. Một là bảo trì thường xuyên, Sơn Đông có thể hợp tác với các phương tiện truyền thông của Đảng để thực hiện công khai. Theo phân tích, so với các cuộc tập trận chung thường xuyên của các tàu sân bay kép của Mỹ, hoạt động của các tàu sân bay của Hải quân Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn thăm dò. Ngày 27 tháng 6, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đã chạm trán với máy bay trinh sát RC-135 của quân đội Mỹ khi đang trên đường từ Biển Đông đến eo biển Đài Loan. Đoạn video do quân đội Hoa Kỳ công bố vào thời điểm đó cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã điều động các máy bay chiến đấu J-16 ở chiến trường phía Nam để tiến hành các cuộc đánh chặn khiêu khích, nhưng các máy bay chiến đấu J-15 do tàu Sơn Đông mang theo đã không thấy đâu. Thế giới bên ngoài tin rằng điều này cho thấy tàu sân bay Sơn Đông có khả năng không được trang bị máy bay chiến đấu J-15. Điều này đã phơi bày hoàn toàn cái gọi là khả năng răn đe chiến lược của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở eo biển Đài Loan. Wang He, một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc cho biết, đối với Sơn Đông, khả năng chiến đấu của nó rất yếu. Những gì Sơn Đông hiện đang trong quá trình hình thành hiệu quả chiến đấu. Vì vậy, nhiệm vụ diễn tập của nó rất nặng nề. Shen Yu chỉ ra rằng các cuộc tập trận cất cánh và hạ cánh lẫn nhau của hai máy bay trên tàu sân bay tương đối rủi ro. Vì vậy, cuộc tập trận sơ bộ đã được chọn trong môi trường khép kín của biển Bột Hải, vùng biển nội địa của Trung Quốc, rất khó bị quân đội Hoa Kỳ phát hiện và các tai nạn có thể được che đậy. Wang He cũng cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang ở trong trạng thái cực kỳ bị động, mặc dù muốn tiến hành huấn luyện nhưng lại vô cùng lo sợ sức chiến đấu thực sự của mình bị phơi bày trước phương Tây vì năng lực chiến đấu của chính mình. Bạn có muốn tuyên truyền không?
bạn cũng muốn khoe khoang và gây hoang mang, nhưng thực tế sức chiến đấu không tốt, vì vậy anh ta phải lén lút và cẩn thận huấn luyện một chút. Đưa đón tới lui làm cho người không biết ý đồ thực sự của hắn. Cũng có nhà phân tích cho rằng nếu Sơn Đông vốn đã về quê mẹ để bảo dưỡng định kỳ, nay vội vàng quay trở lại Biển Đông thì có thể bị thế giới bên ngoài kích động, buộc phải quay trở lại Biển Đông để đóng cái gọi là giật, để trang trí, làm điệu bộ, chống phá quân đội Mỹ. Từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 7, USS Ronald Reagan và USS Nimitz đã cùng nhau tham gia một cuộc tập trận chung với lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản và Hải quân Pháp ở vùng biển Philippines. Vào ngày 8 tháng 7, ASEAN cũng tuyên bố rằng một cuộc tập trận quân sự chung sẽ được tổ chức ở biển Bắc Natuna vào tháng 9 năm nay. Điều này rõ ràng có ý nghĩa chống Cộng sản. Quang Hê tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể vội vã quay trở lại Biển Đông để phô trương, nhưng hiệu quả chiến đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc quá kém và chỉ có thể quan sát các tàu chiến phương Tây từ xa. Quang Hê cho hay, hiệu quả chiến đấu của Trung Quốc quá kém, không thể đối đầu với nó ở cự ly gần mà phải quan sát và tương tác với nó từ xa. Vì vậy, về mặt chiến lược hiện tại của ông ấy, từ đối với Hải quân Trung Quốc, họ không thể cứng rắn với quân đội Hoa Kỳ hoặc thực hiện bất kỳ hành động khiêu khích nào. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!